Hiện nay, các cuộc điện thoại lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều với hình thức tinh vi khó lường. Với chiêu thức đặt hàng ăn và nhờ mua hộ đồ để chiếm đoạt tiền đặt cọc, một số hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Lào Cai đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Hello, anh Việt à, em muốn đặt nhà mình mấy chục suất cơm để cho anh em buổi tối. Đó là cuộc gọi khởi đầu của đối tượng lừa đảo với anh Thêm, chủ một quán cơm tại phường Kim Tân. Trong vài khách hàng, đối tượng gọi điện đặt 50 suất cơm, 45.000 đồng mỗi suất và giao đến một địa chỉ có thật tại Lào Cai để lấy lòng tin. Tuy nhiên, gần đến giờ giao hàng, đối tượng nhờ anh Thêm mua hộ 48 hộp pate nhập khẩu ở địa chỉ được đối tượng cung cấp. Tại đây, người bán pate đã yêu cầu anh cọc số tiền 13 triệu đồng mới giao hàng tới. Tuy nhiên, tiền đã cọc, còn hàng thì không thấy. Anh em ở bên đồ cửa khẩu đây ạ. Vâng. Anh có nhu cầu gì ạ? Khi gọi lại số điện thoại của đối tượng lừa đảo, thay vì lời chào thân mật như lúc đầu, giờ chỉ còn lại những tiếng chuông không hồi kết. Mình biết đâu là nó lừa mình đâu. Đấy. Thì hôm đấy là nó lừa 50 suất cơm. Đấy, thế thúc cuộc gọi luôn, nó tắt luôn. Mình sai lầm, sau này mình nghĩ đến là mình cũng sai lầm. Là mình tin người ta. Nếu đúng ra là mình chỉ đặt mỗi cơm thôi thì lúc đấy thì mình cũng chỉ bom mỗi 50 suất cơm thôi. Mình không sao cả. Thế nhưng mà cái 50 suất cơm đấy mình nghĩ là nó không thành vấn đề. Mình tức ở đây là tức là cái lòng tin của mình là mình để cho nó lừa. Cùng thời điểm và cùng chiêu thức trên, quán cơm suất của anh Lê Thành Đồng cũng là mục tiêu của những đối tượng lừa đảo. May mắn hơn, anh Đồng đã không mất tiền đặt cọc pate mà chỉ bị lỗ 47 suất cơm và 80 chiếc bánh mì. Tức cái công mình trước mình bỏ ra, mình phục vụ cơm cán cả ba người làm quần quật cả đêm, cuối cùng tối đổ đi. Mà qua quá trình ra chợ hỏi thì nhiều người, nhiều nhà hàng, nhiều quán lừa kiểu này rồi. Như vậy có thể thấy, những chiêu trò lừa đảo không chỉ muôn hình vạn trạng mà còn biến hóa khó lường. Để tránh bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo, mỗi người phải đề cao cảnh giác, nhất là cẩn trọng với các cuộc gọi liên quan đến giao chuyển tiền.